Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 231, Cứu binh. Hắn đang câu giờ cho nàng. Đây là ý niệm đầu tiên nổi lên trong đầu Yến Tam Hợp. Ý niệm này và tay chân đồng thời có phản ứng. Nàng vừa từ trên cây trượt xuống, sau khi tay với tới cổ, cầm túi độc dược kia trong lòng bàn tay nhanh chân chạy như điên về phía bên kia trang viện công phu của yến tam hợp đều là do lý bất ngôn dạy lý bất ngôn dạy nàng hai chiêu một chiêu đá vào đầu gối người ta làm cho người ta quỳ xuống tranh thủ thời gian chạy trốn một chiêu khác là chạy tả chi phi từng nói chạy về phía nam là có thể gặp được người tới cứu hắn nhanh lên nhanh hơn nữa yến tam hợp lúc này thật hận không thể mọc cánh phải như bay lên được mới tốt lại là một tiếng rắc vang lên, chân nàng dẫm lên một cành cây rơi xuống, cả người trượt qua. Dưới tình thế cấp bách, thấy phía trước có cây đại thụ, Yến Tam hợp chân trái dùng sức đạp một cái, nguy hiểm ngăn chặn thân thể trượt xuống của mình. Thân thể ngừng lại, nhưng cổ tay trái lại đau đớn. Yến Tam hợp lúc này sao còn để ý đến cơn đau, tay chống xuống đất, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục chạy về phía nam. Xuyên qua con đường mòn, lên quan đảo, tốc độ Yến Tam Hợp rõ ràng chậm lại. Trên quan đảo không có một bóng người nào, Yến Tam Hợp quay đầu nhìn lại trang viện cách nàng càng ngày càng xa, cắn răng một cái, lại tăng tốc. Mà giờ phút này ở trang viện, lưu Ca tức giận đạp thẳng vào ngực tạ chi phi. Chó má, đã ác thật. Tạ chi phi thầm mắng một tiếng, dãy ruộng đứng lên, nhổ một ngụm nước bọt dính đầu bụi đất. Từ thịnh, ta nói lại lần nữa, chuyện của ngươi không phải do ta làm ngươi đừng có sằng bậy từ thịnh ngồi ở ghế thai sư ánh mắt âm trầm nhìn tạ lão tam trước mặt không thể không nói góc cạnh khuôn mặt này thật đúng là con bà nó đẹp hắn lạnh lùng cười chuyện của ta không phải ngươi làm thì là cái ả à, kỹ nữ thối kia ngươi thả đi phải không làm hỏng chuyện tốt của tiểu gia ta ngươi nói ngươi có đáng chết hay không từ thịnh tạ chi phi hét lớn một tiếng ta khuyên ngươi trước khi động thủ nghĩ cho rõ ràng ta họ tạ sau khi động vào ta sẽ có hậu quả gì, từ ra ngươi liệu có gánh vác được hay không? Tạ lão tam, mí mắt từ thịnh không chấp lấy một cái. Lão tử lúc này mặc kệ tạ ra, từ ra gì sất, lão tử nếu dám động đến ngươi, thì hôm nay là muốn ngươi chết. Đánh cho ta, đánh chết cho ta. Đám tùy tùng lập tức vây quanh. Tạ chi phi thật không ngờ tên cháu trai từ thịnh này là muốn hắn chết. Ta chết, không bằng ngươi đi chết. Hắn hoạt động gân cốt vài cái, Ít sâu một hơi, nói. Các cháu, có gan thì cùng tiến lên, đừng con bà nó đến từng người, làm lãng phí sức của tam gia. Nhóm tùy tùng nghe mà sừng sốt. Liêu ca cười nói. Ra, vì tà tam gia này cái gì cũng mềm, con bà nó chỉ có miệng là cứng. Hứng thú của từ thịnh bị khơi màu. Vậy tiểu gia ta đã xem miệng của hắn rốt cuộc cứng bao nhiêu, lên hết cho ra. Giết ngay thì không thú vị, phải tra tấn từng chút mới vui vẻ mới giải mối hận trong lòng. Liêu ca phất phất tay, ý bảo những người khác lui ra. Nào biết tay này còn chưa buông xuống, tạ chi phi đã xông tới như con báo săn, phất tay đánh một quyền. Một quyền này đánh xuống vừa tàn nhẫn vừa vội, khiến cho Liêu ca liên tục lảo đảo mấy bước. Còn chưa đứng vững, nắm đấm của tạ chi phi đã xông tới. Liêu ca, ngươi có được hay không thế? Liêu ca, đừng nhường. Lên đi, đánh chết hắn trước mắt bao người bị đánh đã hai quyền ánh mắt lưu ca lạnh lẽo như sói sát tâm đã nổi lên trên quan đạo yên tĩnh đến đáng sợ chẳng nghe thấy giọng nói gì điều này khiến cho tiếng bước chân của yến tam hợp trở nên rất rõ ràng cổ họng cô đã sơm bốc khói mùi máu tươi sông lên lại bị cô dùng sức nuốt xuống người đâu sao còn chưa tới nếu không đến tạ chi phi sẽ gặp nguy hiểm đang sốt ruột chỉ thấy xa xa có mấy con ngựa đang chạy như bay tới. Yến Tam hợp thầm vui vẻ, thân thể lập tức tê liệt ngã xuống, ngã ngồi dưới đất, thế nhưng nàng vẫn liều mạng vẫy hai tay. Thẩm trùng từ xa đã nhìn thấy Yến Tam hợp, hai chân dùng sức kẹp, ngựa chạy nhanh hơn. Chạy đến trước mặt cô, hắn xoay người xuống. Yến cô nương, người thế nào rồi? Nhanh, nhanh. Yến Tam hợp thờ hồn hền, chỉ chỉ vào cổ họng, lại xoay người chỉ vào thôn trang phía xa xa biểu cảm cực kỳ đau đớn. Tam gia ở trang viện sao? Yến Tam hợp dùng sức gật đầu. Ừ, ừ, từ thịnh thì sao, cũng đã ở đây rồi. Ừ, ừ, Yến cô nương, người lên ngựa trước. Ta, ta, không dậy nổi. Thẩm trùng đỡ nàng dậy, Yến Tam vừa đặt chân xuống đất, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho nàng nhịn không được. À, một tiếng, thẩm trùng ngồi xổm xuống nhìn, kinh hãi. Mắt cá chân trái xương đỏ như cái bánh bao yến cô nương chân của ngươi mặc kệ chân của ta mau cứu người mau thẩm trùng đứng lên tay giơ lên rồi hạ xuống ánh mắt yến tam hợp đột nhiên chừng lớn sự ngờ vực chợt lóe lên sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống thẩm trùng ôm ngang nàng lạnh lùng nói đi vòng qua đường nhỏ trở về rút lui vâng trong trang viện trận đấu vẫn còn đang tiếp tục chẳng qua kẻ nằm xuống là lưu ca châu bò hò hét kia Tạ Chi Phi phun ra một ngụm máu, nhích miệng cười. Từ thịnh, nhớ kỹ, tam gia ta mạnh miệng, và nắm đấm cũng cứng. Được được được, tam gia thật sự là tốt lắm. Ánh mắt hưng phấn của từ thịnh đều đỏ lên, cảm giác sảng khoái xa lạ mà mãnh liệt dâng trào trong máu, cơ hồ muốn rách ra mà xông ra. Cảm giác sảng khoái này khiến hắn hưng phấn hơn chơi mấy trăm nữ nhân nhiều. Hắn liếm môi, cười khanh khách nói. Kế tiếp, ai lên, ra, để ta một nam tử cao lớn cường tráng lao ra, học tả chi phi hạ thủ vi cường, nắm đấm trực tiếp đập vào đầu tả chi phi. Từ thịnh kích động kêu to, đập chết hắn. Tả chi phi nghiêng đầu, tay run lên, trong tay hạ xuống một lưỡi dao mỏng. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Lưỡi dao kề vào cổ tên hắn tử cường tráng, máu phun ra, bắn tung tóe khắp người tả chi phi. Tên kia trợn tròn mắt, miệng ủng ụp vài tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất tất cả mọi người kinh hãi chừng to hai mắt. Nghe đồn tả phù lão tam từ nhỏ thân thể đã nát, 365 ngày đã có 300 ngày ngâm trong bình thuốc, là tên quỷ đoàn mệnh nổi tiếng khắp kinh thành. Công việc hắn đang làm là do ông già nhà hắn bỏ bạc ra quên được, chỉ vì bộ mặt của tả ra, sao thân thủ lại tốt như vậy? Chẳng lẽ nói, tất cả đều là giả. Từ thịnh cả kinh hô to, tất cả lên cho ta. Tả chi phi lau máu, đột nhiên dưới chân rẽ một cái, tiến về phía từ thịnh. Từ thịnh sợ tới mứ kêu to. Mau, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại cho ta. Đám tùy tùng đồng loạt sông lên. Mười mấy nắm đấm rơi xuống, trong sự hỗn loạn, tạ chi phi cuối cùng đã bị nắm đấm đánh ngã xuống đất, ôm lấy đầu, mặc cho bọn họ đấm đá. Còn bà nó, đám xúc sinh cầm y về kia đến đâu rồi, nếu còn không đến, tam gia ta thật muốn chết rồi. Từ thịnh thấy tạ chi phi bị vây đánh, lại bắt đầu hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Đừng đánh chết, giữ lại một hơi. Chủ nhân đã lên tiếng, nhóm tùy tùng lại đấm đá thêm mấy chục cái, thấy tạ chi phi cuộn mình bất động, lúc này mới thu tay lại. Giúp ta đứng lên. Hai người tùy tùng đỡ từ thịnh đi tới trước mặt tạ chi phi, từ thịnh giơ chân lên, hung hăng dẫm lên mặt tạ chi phi. Tên cháu trái kia. Từ thịnh đắc ý cười ha ha. Ở trước mặt từ ra ra, con bà nó ngươi là chó, Sủa cho ra nghe một tiếng, sủa đi. Chương 232: Kế hoạch thành công. Tả Chi Phi nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đã chết. Từ Thịnh khom lưng cúi đầu. Tả Chi Phi đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, giống dã thú trong khốn cảnh. Từ Thịnh bị dọa đến thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã xuống. Đánh tiếp cho ta, vâng. Đám người lại tiếp tục đánh đấm. Bỗng nhiên từ xa xa truyền đến vài tiếng ngựa hí. Từ thịnh nhìn lại, đầu tiên hắn nhìn thấy bụi đất văng xa, tiếp theo là mấy chục con ngựa, người trên ngựa thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao. Thế mà lại là cầm y vệ. Cầm y vệ sao lại tới đây? Giờ phút này, nếu từ thịnh có thể cúi đầu nhìn tả chi phi, thì chắc chắn có thể nhìn thấy khóe miệng chảy máu của hắn, chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Từ ra, chết chắc rồi. Điện hạ thị vệ đi vào đình nghỉ mát, lấy trong ngực ra một cuộn trúc. Triệu Diệp thời nhận lấy cuộn trúc, rút lấy một tờ giấy bên trong mở ra nhìn, một lúc lâu cũng không nói gì. Bùi tiếu không nhịn được. Sao rồi, tự mình xem đi. Bùi tiếu cầm mật thư vừa nhìn, hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Nương tử cũng bảo vệ được rồi. Chuyện cũng đã thành rồi. Tạ ngũ thập, ngươi làm tốt lắm. Hoài nhân, ngươi nói với thẩm trùng, không cần đưa nương tử ta tới đây, trực tiếp đưa tới tả phủ, ta đến tả phủ chờ. Chu Thanh, chúng ta đi. Chu Thanh hành lễ với triệu diệp thời, vội vàng đi theo. Tiểu bùi ra, ra chúng ta không biết bị thương sao rồi, phía bên bùi thái y. Bùi tiếu. Còn phải đợi tả phủ các ngươi tự mình đi mời, không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở được. Chu Thanh. Vâng. Bùi tiếu. Còn không thể chỉ mời một mình cha ta, nếu như bị thương nặng, phải mời thêm mấy người tốt nhất là để cho những thái y khác biết gió tam gia thảm giọng dần dần đi xa triệu diệt thời đứng trong tròi nghỉ mát một lúc mới trở về thư phòng vừa vào thư phòng hắn đã sừng sốt trên giường chúc còn có một người đang nằm trên người còn ôm một bao quần áo ướt nghiêm hỉ vội nói tiểu nhân gọi người là không cần triệu diệt thời nhìn quần áo ướt trên người lý bất ngôn cởi bao quần áo trên người cho nàng sau đó đi chuẩn bị một bộ xiêm y sạch sẽ cho nữ tử. Vâng. Nghiêm hỉ đi lên phía trước, gión rén cởi bỏ bao quần áo trên người Lý Bất Ngôn, đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, sau đó không người lui ra ngoài. Triệu Diệp thời ngồi xuống trước thư án, suy nghĩ lại chuyện này, không thể không nói, chiêu này của tả thừa vũ, thực sự rất tuyệt. Trước quan của từ lai, tám chín phần người là không làm được nữa rồi. Hình bộ thị lang chống ra một vị trị, mình có nên nghĩ cách nhúng tay vào hay không? Ai ra? Suy nghĩ bị xáo trộn, triệu diệp thời quay đầu nhìn sang. Thiếu nữ vỗ vỗ sau gáy ngồi dậy, đầu tiên là nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn tứ chi, dường như có hơi không rõ tình cảnh bây giờ. Quay đầu, ánh mắt chợt nhìn qua triệu diệp thời, thiếu nữ ngẩn ra. Triệu diệp thời đang muốn mở miệng giải thích, thì chợt thấy thân thể cô ngã xuống. Ta đây là quy thiên rồi sao, nếu không sao lại có một nam nhân đẹp hơn cả thần tiên nhìn ta đầy tình ý như vậy được. Triệu diệt Thời, Lý Cô Nương, đừng ồn ào. Lý Bất Ngôn ra sức véo mình một cái. Á, à, đau, tạ ơn trời đất ta vẫn còn sống. Lý Bất Ngôn cố gắng tập trung tinh thần, Tam Hợp bị mất tích, nàng sốt ruột muốn chết, sau đó. Lý Cô Nương, câm miệng. Lý Bất Ngôn ngồi dậy. Đừng tưởng rằng ngươi giống thần tiên là có thể ngăn cản ta đi cứu Tam Hợp vừa dứt lời, rèm đã vén lên. Nghiêm hỉ ôm xiêm y dày tất trong tay vội đi vào. Cô nương tỉnh rồi, mau thay xiêm y đi. Ngươi là ai thế? Ta. Nghiêm hỉ nhìn mặt chủ tử. Ta tên Nghiêm hỉ, là tùy tùng của Thái Tôn Điện Hạ. Thái Tôn Điện Hạ. Lý bất ngôn chậm rãi quay mặt đi. Ngươi là triệu diệt thời. To gan. Nghiêm hỉ tức giận quát. Ngươi dám gọi thẳng tên của Điện Hạ sao? Triệu diệt thời lạnh lùng nhìn Nghiêm hỉ một cái giọng nói ôn hòa. Cảm ơn trời đất, ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi đẹp thế thì sao ta quên được, đầu óc đây đâu có. Lý bất ngôn đưa hai tay lên vỗ vỗ đầu, thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, tại sao ta lại ở chỗ này? Ánh mắt triệu diệp thời lặng lặng rơi trên người cô. Cô nương đi ra sau bình phong thay áo ướt, không cần. Lý bất ngôn chống giường trúc đứng lên. Ta phải đi tìm tiểu thư nhà ta, nàng không sao rồi, đang trên đường trở lại tạ phủ cô nương vẫn nên đi thay áo quần trước đi. Lý bất ngôn có chút mơ hồ nhìn nam thần tiên trước mặt, lập tức ôm quyền. Y phục không cần thay, ta ra giày thịt béo, điện hạ, núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, cáo từ. Nói xong, xoay người, một chân bước ra khỏi thư phòng, đồng thời đầu lại cong trở về. Điện hạ, lần sau gặp ta, đừng có nhìn ta đầy tình ý như thế, ta gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu. Tật xấu gì? không chống lại được sắc đẹp. Dèm vừa động đậy đã không thấy bóng dáng người đâu. Ta nhổ, nghiêm hỉ thầm mắng một tiếng, chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế. Điện, nghiêm hỉ vừa ngẩng đầu, tất cả lời nói đều kẹt ở trong cổ họng. Trong mắt nam tử là ánh sáng nhạt, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười. Khi tả chi phi máu thịt mơ hồ được đưa vào phủ, cả tả phủ lập tức nổ tung. Tạ tổng quản lại biểu hiện cực kỳ trầm ồn. Người đâu, cầm thiếp mời của lão ra đi mời thái y, mời thêm vài người nữa. Vâng, lập tức phái người thông báo cho lão gia, đại gia. Vâng, lão phu nhân, lão phu nhân ta tự mình đi thông báo. Vâng. Sắp xếp xong từng việc, tạ tổng quản xoay người. Tiểu bùi gia, này xem còn bỏ sót cái gì. Bùi tiếu suy nghĩ. Không có, ta đến tính tư cư xem xem. Tạ tổng quản ngần ra yến cô nương còn chưa hồi phủ mà tạ mập người mù mất à nàng về từ sớm rồi bùi tiếu lười cùng hắn nói nhảm quay đầu bước đi Tạ tổng quản gãi gãi tóc về từ sớm sao sao ta không nhận được tin trong tĩnh tư cư thẩm trùng bế ngang yến tam hợp nhẹ nhàng đạp xuống từ đầu tường lúc này lý bất ngôn đã thay xong xiêm y đang chờ ở trong sân nhìn thấy người thì trong lòng cả kinh nàng làm sao vậy Thẩm trùng. Lý bất ngôn. Nói mau. Nói cái gì? Bị ta đánh ngất xỉu à? Thẩm trùng giao người trong ngực cho Lý bất ngôn, để lại một câu. Chân của nàng bị thương. Lại nhảy lên đầu tường. Lý bất ngôn cúi đầu nhìn, lửa trong mắt thiếu chút nữa phun ra. Thang viên, thang viên, Lý cô nương, bùi thái y bây giờ đang ở đâu, người mau đi hỏi thăm một chút. Thang viên mặc dù bị cách hồi phủ của tiểu thư nhà mình làm kinh hãi, nhưng lại không hề do dự chạy đi rất nhanh. Một lát đã đã chạy lại, không mang bùi thái y trở về, lại mang về một tiểu bùi ra. Bùi tiếu vừa nhìn chân yến tam hợp, máu trong lòng lập tức sôi trào. Trời à! Nương tử ta bị thương. Tìm cha ta cũng vô dụng, ông ấy không giỏi chị cái này. Lý bất ngôn. Ai giỏi chị? Bùi tiếu đi ra bên ngoài. Hoàng kỳ, cầm thiếp mời của ta, đi tìm thái y thẩm nguy, bảo hắn mau tới đây, nói ở đây xảy ra tai nạn liên quan đến mạng người. Hoàng Kỳ. Vâng. Bùi tiếu cúi đầu nhìn kỹ chân yến tam hợp. Lý bất ngôn, người ngàn vạn lần đừng để nàng nhúc nhích, nàng tám phần là bị tổn thương gân cốt. Lý bất ngôn vốn còn muốn cởi giày trên chân yến tam ra trước, nghe hắn nói như vậy, thì sợ tới mức nhanh chóng rụt tay lại. Sao ngươi biết, ngu xuẩn. Bùi tiếu tức đến méo mũi. Ta chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy heo chạy sao. Chương 233, mất đại thế. Cung trọng hoa. Chim ưng bay lượn vài vòng trên không trung, đáp xuống vai thị vệ. Thị vệ tháo ống trúc khỏi chân chim, giao cho đồng bạn phía sau, đồng bạn một khắc không chậm trễ, đi thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, Triệu Ngạn Tấn xem xong mật thư, đưa cho phụ tá Đồng Tiếu. Đồng Tiếu suy nghĩ một lát rồi nói, "Vương gia, Từ Lai đã đến kỳ chết, việc cấp bách, một là sắp xếp người tiếp nhận hay là nghĩ cách khiến Từ Lai câm miệng. Miệng của Từ Lai, bổn vương không sợ, bổn vương bây giờ đang nghĩ, tà tam gia rốt cuộc là nhân vật gì. Triệu ngàn tấn mặt đầy u ám. Rốt cuộc là quỷ đoàn mệnh, là kẻ vô năng, hay là giả heo ăn thịt hổ. Vương gia nếu lo lắng, tốt nhất âm thầm phái người điều tra một chút. Con trai tà đạo chi, tất nhiên phải điều tra thật kỹ, nhưng không phải bây giờ, chờ việc này qua rồi hãy nói. Triệu ngạn tấn xoa đầu gối, trong lòng hơi nóng này. Vốn hy vọng cha con từ lai này có thể khởi động sóng gió, ai biết lại vô dụng như thế. Đồng tiếu nhìn hán vương, đề nghị nói. Vương ra, trời càng ngày càng nóng, không bằng đi trang viện tránh một chút đi. Ngươi sợ từ lai cầu xin bổn vương sao, cũng nên tránh một chút, tránh cho hoàng thượng giận chó đánh mèo, dù sao người nọ cũng là con của tạ đạo chi. Ngươi nói rất có đạo lý, người đâu? Vương ra, nói cho vương phi biết, thời tiết nóng bức, bảo nàng theo bổn vương đến trang viện ở vài ngày. Vâng. Nội thị rời đi, triệu ngạn tấn ngồi xuống ghế thái sư, nhấc nắp trà lên, lại buông xuống. Con người của tả đạo chi, bá nhân có gì suy nghĩ không? Hồi bẩm vương ra, ta thật sự đã suy nghĩ đến. Thế nào, người này từ nhỏ do quả thực do mẫu thân nuôi lớn, lúc vào chiều, trong chiều một không có căn cơ, hay không có trợ thủ, có thể leo lên địa vị cao bây giờ, ngoài trừ đỗ đại nhân dẫn dắt ra thì tâm cơ, thủ đoạn, mưu tính cũng không ít. Triệu ngạn tấn cười gần một tiếng. Vậy càng nên điều tra kỹ vào. Đồng tiếu. Tra cái gì vương ra, là tham hay là sắc. Triệu ngạn tấn. Đều điều tra. Đồng tiếu. Vâng. Ngay khi Hán Vương nói muốn điều tra tả đạo chi, chỉ huy sứ cẩm y vệ phùng trường tú một chân bước vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng đã có một người đứng, người này chính là Thuận Thiên Phủ Doãn Trương Liên Cương. Phùng Trường Tú liếc hắn một cái, đi tới trước long án. "Hồi Bẩm Bệ hạ, đã tìm được Tạ Chi Phi, là tìm được ở trang viện phía Tây Tử gia, người đã bị đánh đến nửa sống nửa chết." Vĩnh Hòa Đế lạnh lùng ngước mắt. "Phùng Trường Tú, Từ Thịnh khóc lóc kể lệ, là Tạ Chi Phi ra tay trước, cho nên mới làm ra hạ sách này." Vĩnh Hòa Đế hừ lạnh một tiếng. "Ngoài ra, hắn còn có lý do gì khác không? Bẩm Bệ hạ, từ gia chỉ có một đứa con trai." bị cắt đi chẳng khác nào tuyệt hậu từ thịnh không còn lý do nào khác phùng trường tú truyền đề tài nhưng tà tam gia không thừa nhận là hắn ra tay vĩnh hòa đế ngữ khí xâm nghiêm cầm y vệ các ngươi nói như thế nào trải qua điều tra tà tam gia quả thực không ra tay phùng trường tú nuốt một ngụm nước miếng bệ hạ toàn bộ chuyện này phải nói từ một ngày tháng tư Ngày đó nhị nữ nhi và nghĩa nữ của tạ đạo chi đi dạo trên đường phố. Phùng Trường Tú kể lại chuyện cầm y vệ cha được. Mấy chuyện trương gia dài lý ra ngắn này, theo lý không thuộc cầm y vệ quản, nhưng sự tình đã làm đến mức đưa tới trước mặt hoàng thượng, Phùng Trường Tú vẫn phải tốn chút tâm tư đi điều tra. Không cha không biết, vừa cha thì đến cả Phùng Trường Tú cũng kinh ngạc. Con cháu quan gia ngang ngược là có, nhưng làm việc sẽ không càn rỡ như vậy. Người nào có thể động vào, người nào không thể động vào, trong lòng ai cũng có tính toán. Thế nhưng tên từ thịnh lại dám to gan động đến nữ quyến của tạ phủ, chỉ tội này thôi thì cái thứ dưới quần kia bị cắt đi đã không oan rồi. Một chữ cuối cùng rơi xuống, đôi mày kiếm của Vĩnh Hòa đế nhíu chặt lại, hiển nhiên đã là giận đến cực hạn. Trương Đại Nhân, Ngươi kể lại chuyện vừa mới nói với chấm cho Phùng Đại Nhân một lần đi. Trương Liên Cương vội vàng nói với Phùng Trường Tú. Phùng Đại Nhân, hôm nay trong kinh thành xảy ra hai vụ án. Chuyện đầu tiên là chuyện vương viên ngoại Bắc Giao đến phủ doán thuận thiên đánh trống kêu oan, nói nữ nhi bị con trai thị lang hình bộ gian dâm. Nếu dám đánh trống kêu oan, vương viên ngoại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ba tấm huyết thư, viết lại tường tận chuyện từ thịnh ỷ thế hành hung như thế nào, sau đó lại uy bức lợi dụ như thế nào. Cái thứ hai là con trai của Sai Lang Trung Hà Bắc Bộ Công bị cắt mệnh căn. Người này bình sinh không có sở thích nào khác, chỉ yêu nữ sắc. Hắn cũng không khoa trương, ưa đưa người hắn thích đánh hôn mê rồi kéo tới trong ngõ nhỏ, trong rừng cây. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Nghe nói, người hành hung là một kiếm khách dáng người thon thả, vóc dáng thấp bé, xuống tay vững, dứt khoát phùng trường tú nghe xong câm như hến hai vị ái khanh mọi việc tốt quá hóa dở bây giờ nếu chấm mắt nhắm mắt mở thì tả đại nhân bên kia sợ cũng sẽ không chịu nghe lời nghe âm thân là tâm phúc của hoàng đế phùng trường tú phải thống minh cỡ nào bệ hạ anh minh lúc này thái giám nghiêm như hiền vội vàng tiến vào hoàng thượng hình bộ thị lang từ đại nhân quỳ gối ngoài cửa cung nói muốn cầu kiến hoàng thượng một lần. Hoàng đế chẳng thèm nhấc mí mắt, đứng dậy nghênh ngang rời đi. Phùng Trường Tú và Trương Liên Cương liếc nhau, trong lòng đều hiểu được một điểm, từ ra, đại thế đã mất rồi. Một canh giờ sau, Từ Thịnh bị áp giải vào cầm y về. Khi hắn đi vào phòng cha tấn tràn ngập máu tanh kia, mùi nước tiểu nồng đậm từ trong đũng quần của hắn tản ra. Cha, cha, cứu con, mau cứu con ra ngoài. Nhát cái thế này lại còn có gan động vào tam gia. Đám thị vệ cầm y vệ thân thiết với tam gia liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, nhóc con, hôm nay ta sẽ thay tam gia đáp lễ, cho người nếm thử cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Đánh cho người ta máu tươi đầm đìa, đó đều là chiêu thức của du côn lưu manh. Tàn nhẫn thực sự là là để cho ngươi chẳng nhìn ra vết thương nào từ đầu đến chân, nhưng bên trong lại đau đến chết đi sống lại, ngay cả sức lực khóc cha gọi nương cũng không có. Phải bắt đầu từ đâu đây? Bình Mã, Tỳ Ngũ Thành. Một nhóm lại một nhóm nha dịch tràn vào, Đông Thành, Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành đều đầy đủ hết. Tam gia là ai, là huynh đệ tốt của bọn họ đấy huynh đệ tốt bị người đánh đến mức mẫu thân ruột cũng nhận không ra, đúng là ức hiếp người quá đáng. Khẩu khí này ai có thể nhịn được? Ai thèm nhìn? Con bà nó, coi binh mã ti ngũ thành bọn họ ăn chay chắc. Bạch lão đại, đây chính là đang đập vỡ biển hiệu của binh mã ti chúng ta, khẩu khí này chắc chắn phải chút hết ra, các huynh đệ nói có đúng không? Bạch lão đại, nếu ngài không lên tiếng, các huynh đệ ta tự mình làm. Đúng vậy, làm thành cái dạng gì, đến lúc đó ngài cũng đừng nói." Bạch Yến Lâm im lặng, lại im lặng, sau đó chậm rãi mở miệng. "Ta chỉ nói một câu." "Nói đi." "Nói mau." "Bạch lão đại, ngươi nói mau đi." Bạch Yến Lâm hắng giọng. "Kiềm chế một chút, đừng giết người, giữ lại một hơi để ta báo cáo kết quả công tác." Chương 234, Cao Thấp. Trong Thế An Viện từng chậu máu được bưng ra, khiến mọi người tinh hồn bạt vía. Tạ Nhi lập thấy sắc mặt lão phu nhân còn trắng hơn tờ giấy, sợ bà lo quá sinh bênh, vội vàng đi vào đông xương phòng nói nhỏ ở bên tay bùi ngụ vài câu. Bùi ngụ đi ra gian ngoài. Đừng chờ ở đây, tam gia không tỉnh lại sớm như vậy đâu. Lão phu nhân, phu nhân, đều về đi, chỉ là vết thương ngoài da, không có chuyện gì lớn đâu. Tạ Nhi lập lập tức phụ hòa. Người đâu, đỡ lão phu nhân phu nhân trở về phòng châu thị thông minh tiến lên nâng lão phu nhân dậy tổ mẫu yên tâm ta sẽ canh giữ ở đây không đi đâu cả lát nữa tam đệ tỉnh ta sẽ nói cho người biết được ta không đi ngô thị lau nước mắt nói ta phải ở chỗ này chờ tam nhi tỉnh lại lão phu nhân quay đầu nhìn ngô thị một cái ngô thị không dám nói nữa lại gạt lệ nói với bùi ngụ tam nhi sợ đau nhất bùi thái y các người nhẹ tay một chút, đừng làm nó đau nhé. Sao lại nói thế? Tạ Nhi lập ái náy nhìn bùi ngủ, âm thầm nhận lỗi thay mẫu thân. Bùi ngủ biết tính tình mô thị, cũng không để trong lòng. Chắc chắn, chắc chắn rồi. Vừa dứt lời, Tạ Uyển Xu đã vội vàng đỡ Liễu Di Nương vào viện. Liễu Di Nương thấy lão phu nhân muốn đi, vội vàng đẩy tay nữ nhi ra, tiến lên nói. Trong lòng phu nhân chắc chắn không yên tâm tam gia được ta đỡ lão phu nhân về. Người cũng biết nhân cơ hội đến lấy lòng đấy. Sắc mặt ngô thị lạnh lùng. Không cần, liễu di nương, lão phu nhân đi chậm, người không đủ kiên nhẫn đâu. Liễu di nương cũng không nói nhiều, lui sang một bên, cúi đầu đáp một tiếng. Vâng. Lão phu nhân đưa tay, vỗ vỗ cánh tay liễu di nương. Có lòng rồi. Liễu di nương vội ngừng đầu. Lão phu nhân, là điều nên làm thôi. Ừ, chấm ngôn tình ngược lão phu nhân gật gật đầu chậm rãi ra khỏi viện thế an đi tới chỗ không người dừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm ngô thị lão phu nhân ngô thị giật nảy mình ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi là thê nàng là thiếp cho dù trong lòng ngươi hận nàng cũng không thể đâm nàng trước mặt nhiều người như vậy khiến nàng không còn mặt mũi ta nữ nhân chúng ta miệng phải ngọt tâm phải ác sao ngươi không chịu nhớ hả cả viện người đều nhìn chằm chập, đợi truyền đến tai lão ra, thì lại là lỗi của ngươi rồi. Lão phu nhân đâm quải trượng mạnh xuống đất, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được. Ngô thị khóc nói. Lão phu nhân, ta thường ngày cũng không phải không thể nhường nhịn người khác, chỉ là trong lòng lo lăng cho tam nhi nên mới. Lão phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng lại càng không thoải mái. Thường ngày có thể nhường người, thời điểm mấu chốt không thể nhường, như vậy không phải là uổng suy tính rồi sao? Thôi, bà thở dài một hơi. Ngươi cũng đừng trông cậy vào lão gia nữa, trông cậy nhiều vào hai đứa con trai đi, có hai huynh đệ chúng ở đây, dù ta có nhắm mắt, thì cũng không ai dám động đến ngươi mảy may đâu. Ngô thị không dám cãi lại, lại chỉ có thể cúi đầu gạt lệ. Tĩnh tư cư, Yến Tam Hợp nằm yên lặng. Bùi Tiếu và Lý Bất Ngôn đừng đối diện. Lý Bất Ngôn thấy Yến Tam Hợp bất tỉnh cả nửa ngày, thỉnh thoảng lại đưa tay dò xét hơi thở của nàng trong lòng sốt ruột đến rồi đến rồi thái y đến rồi giọng nói của thang viên vang lên bên ngoài bùi tiếu vui vẻ vội vàng nghênh đón thẩm bá cuối cùng người cũng tới thằng nhóc ngươi gọi hồn đấy à thẩm nguy lão thái y đưa tay chỉ vào người hắn người đâu ở trong phòng người mau đi đi bùi tiếu lo lắng cho tạ ngũ thập thẩm nguy vừa đến thì hắn cũng yên tâm Thẩm bá, ta đến phía trước xem, lát nữa sẽ tới. Chờ một chút. Lý bất ngôn đi ra. Ta đi cùng ngươi. Bùi tiếu chừng mắt. Ngươi đi hóng hớt gì hả, ở yên đây trông trừng yến tam hợp đi. Thàng viên ngươi giúp ta trông tiểu thư. Lý bất ngôn nghiến răng nghiến lợi. Ta đi tìm tên khốn chu thanh tính sổ, hắn nhân lúc ta không để ý chơi xấu ta. Ôi, bà cô của ta ơi, ngươi chớ nên. Bùi tiếu. Quên đi, Việc này không thể nói rõ ràng trong thời gian ngắn được, đợi tiểu thư nhà ngươi tỉnh lại thì tự đi hỏi nàng là được. Lý bất ngôn. Hỏi nàng làm gì, ngươi đừng quan tâm, tóm lại hỏi nàng là được rồi. Bùi tiếu khinh thường nhìn nàng, lắc đầu. Tiểu thư nhà ngươi thông minh như vậy, sao nhà đầu ngươi lại không thông suốt như thế? Ta không thông suốt ư? Đó là do trong bụng các ngươi lòng vòng đủ con bà nó cũng phải chín khúc 18 lối. Lý bất ngôn thầm chửi ầm lên yến tam hợp mở to mắt lý bất ngôn xuất hiện trên đỉnh đầu nàng vẻ mặt lo lắng có đau không đau hay không cái gì yến tam hợp vừa hỏi xong mới phát hiện chân mình đang bị người khác dùng tay nắm bất chợt định đá một cước mau ngăn nàng ta lại đừng để nàng cử động lý bất ngôn giơ hai tay đè lại tam hợp đừng nhúc nhích chân ngươi bị thương rất nặng yến tam hợp chợt thấy đầu óc trông rỗng trẹo gân cốt rồi Thẩm nguy lão thái y đứng dậy, nhận lấy khăn y đồng mang tới, lau tay. Trong vòng nửa tháng, không được xuống giường, trong vòng một tháng, không được đi bộ. Một tháng, Yến tâm hợp trở thấy da đầu tê dài. Nghi ngơi cho khỏe. Thẩm lão thái y. Trên chân này là thuốc mỡ ta đắp cho ngươi, bảy ngày một lần, thay xong bốn lần, người có thể bước đi như bay. Lý bất ngôn. Thẩm thái y, người kê đơn thuốc đi. Uống thuốc gì, tính dưỡng thôi thẩm lão thái y hung hăng chừng mắt nhìn yến tam hợp sau này đừng trèo cao trèo thấp ta chưa từng thấy chân cô nương nào lại bị thương thành như thế giờ biết thành thật rồi hả yến tam hợp không phải thành thật mà nàng chả nghe lọt một chữ nào trong đầu chỉ có một suy nghĩ một tháng vậy chuyện tĩnh trần kia làm sao bây giờ vừa tiễn thẩm lão thái y đi chu thị đã mang theo xuân đào vào tĩnh tư cư sao thế này đang yên đang lành sao lại bị chật chân chu thị như một cơn gió đi tới bên giường nhìn chân trái yến tam hợp thẩm thái y nói thế nào thang viên hồi bẩm đại thiếu phu nhân gân cốt bị thương rồi chu thị không cần nghĩ cũng biết chân này bị thương không nhẹ lập tức dặn dò xuân đào phía sau dặn dò phòng bếp nhỏ bắt đầu từ hôm nay nấu riêng cho yến cô nương một ngày ba bữa một chén canh xương hầm vâng thang viên đại thiếu phu nhân sau này hầu hạ tiểu thư cho tốt thiếu cái gì cứ tới hỏi ta vâng vừa dặn dò xong chu thị mới nhìn yến tam hợp bị thương thế nào rồi yến tam hợp hàm hồ nói là ta không cẩn thận chu thị vừa nghe lời này lập tức đưa mắt nhìn lý bất ngôn lý cô nương theo lý thì ta không nên nói ngươi lời này ngươi cũng là người cũ rồi tiểu thư không cẩn thận ngươi ở bên cạnh phải cẩn thận chứ Lý bất ngôn bị nàng nói như vậy, trong lòng chợt thấy khổ sở. Nàng và Tam Hợp ở chung với nhau nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều bình an vô sự, thế nhưng lần này lại cứ xảy ra chuyện liên tục, đúng là chướng khí phủi không hết. Nàng chăm sóc ta rất tốt. Yến Tam Hợp biết Chu Thị có lòng tốt, nhưng không thích người khác của trách Lý bất ngôn. Làm phiền thiếu phu nhân quan tâm rồi, để ta tự dưỡng thương là được. Lời này của cô nương. Chu thị liếc nhìn về phía Lý Bất Ngôn. Mạng nha đầu này thật tốt, có một chủ tử bảo vệ nàng như vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 235, sự thật. Vừa nhìn, Chu thị đã phát hiện chỗ động lòng người của Lý Bất Ngôn. Nhà đầu này trắng nõn, ánh mắt có màu nâu xám nhạt, phối với đôi môi mỏng phấn nộn, ấm áp như cuối xuân. Tam gia cũng đã xảy ra chuyện, đến bây giờ còn chưa tỉnh đại gia bọn họ đều ở bên kia trông coi, nếu không có tiểu bùi ra nói, thì chúng ta cũng không biết chân cô nương bị chật. Chu thị thu hồi tâm thần. Cô nương nên phái người tới báo tin mới đúng. Lời này nghe như là oán giận, thực ra là tự trách, yến tam hợp, không có cái miệng thông minh, cứng ngắc trả lời một chữ. Ừ, lão gia bận rộn chuyện bên ngoài, đến bây giờ còn chưa hồi phủ, ta tới trước xem thử, lát nữa bọn họ sẽ tới thăm cô nương, cô nương yên tâm đều bị thương như nhau, một người trong viện chấn ních người, một người chẳng có ai làm lẻ loi một mình. Chu Thị nói lời này là sợ trong lòng Yến Tam Hợp không thoải mái. Nàng nào biết Yến Tam Hợp trời sinh đã không quan tâm mấy chuyện này. Không cần đến đâu, ta không sao thật mà. Chu Thị vừa nghe, trong lòng chợt thương cảm, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ không cha không mẹ, thực sự là hiểu chuyện quả rồi. Thiếu phu nhân. Xuân Đào ở trong viện gọi. Chu Thị biết là có việc, không thể không đứng dậy. Ta đi làm việc trước, rảnh rỗi lại đến thăm cô nương. Yến Tam Hợp mặc dù lạnh lòng, nhưng nàng hiểu được ai thật lòng với mình. Được. Châu Thị lại dặn dò lý bất ngôn vài câu, mới vén rèm rời đi. Xuân Đào thấy nàng đi ra, thì bước lên phía trước đỡ lấy, vừa đi, vừa nói chuyện cho nàng nghe. Châu Thị nghe xong, thì sắp xếp cho bên dưới ngay. Đột nhiên, nàng dừng lại, không đúng, không đúng chỗ nào, thiếu phu nhân. Đôi lông mày thanh tú của Chu thị nhíu lại, lẩm bẩm. Sao nàng lại chẳng nhắc gì tới Tam gia, cũng không tò mò Tam gia bị thương thế nào? Yến Tam hợp tất nhiên là không tò mò. Lúc nàng tỉnh lại phát hiện mình nằm ở tĩnh tư cư, nghĩ đến cú đánh của Thẩm Trùng thì đã hiểu rõ tám chính phần chuyện này. Nàng nghĩ thông suốt rồi, nhưng Lý Bất Ngôn bên cạnh vẫn còn hồ đồ. Nàng nói liên miên cằn nhằn nói mình bị Chu Thanh đánh ngất, nói tỉnh lại với biệt viện của Thái Tôn. Tam Hợp, đến giờ ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Chu Thanh với ta không phải cùng một bọn sao, sao hắn lại đánh ta ngất xỉu? Một bọn ư? Yến Tam Hợp chịu đựng sự đau nhức trên chân. Ta hỏi ngươi, thân thủ Chu Thanh thế nào? Lý bất ngôn, không phân cao thấp với ta. Yến Tam Hợp, đoạn đường chúng ta đến Nam Ninh người có từng thấy hắn tự tiện rời khỏi tam gia lúc nào không lý bất ngôn hắn chính là bàn tính hạt châu tam gia đẩy hắn mới động yến tam hợp tam gia bị người ta bắt đi hắn đang làm gì lý bất ngôn im lặng yến tam hợp nói thế này đi nếu như ta gặp chuyện không may là ngoài ý muốn còn tam gia gặp chuyện thì không phải cái quái gì vậy con người lý bất ngôn thiếu chút nữa trở ra yến tam hợp hắn cố ý để từ thịnh bắt đi, cố ý bị đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, mục đích là kéo từ ra xuống ngựa. Ánh mắt Lý bất ngôn lại trớn lớn hơn. Yến tam hợp. Ta gặp chuyện không may, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, cho nên Chu Thanh muốn đánh ngất ngươi, là sợ ngươi đến từ ra gây sự. Lý bất ngôn sợ ngây người. Ta thực sự đang có ý định đó. Yến tam hợp. Thẩm trùng đánh ta ngất xỉu, là bởi vì bọn họ không thể ra tay cứu, cầm y vệ ở ngay sát phía sau, hắn không có thời gian giải thích với ta. Lý bất ngôn trợn tròn mắt. Yến tam hợp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ ra sắp xong đời rồi, chiều này ở trong 36 kế, gọi là thỉnh quân nhập ủng. Sao, em tìm chỗ 36 kế hong có chiêu này, nhưng mà hiểu xương xương câu thành ngữ này nghĩa là đưa người vào cái bẫy đã lập sẵn á. Còn 36 kế. Lý bất ngôn xoa xoa đôi mắt mỏi như. Cảm thán. Nhìn không ra đầu óc của Tam gia này cũng thật linh hoạt. Không chỉ có đầu óc linh hoạt mà còn rất liều mạng. Mấy chuyến tìm đường sống trong cõi chết, nói thì hay nhưng mấy ai có thể làm được. Người này không nên gọi tạ lưu manh, cũng không nên gọi tạ Linh Lung, nên gọi hắn là tạ Ngoan độc. Yến Tam hợp, thái tử bên này vừa mới tổn thất một quý gia, Hán vương bên kia đã tổn thất một từ lai, quan trường tứ cửu thành quả thật rất náo nhiệt lý bất ngôn lòng còn sợ hãi với đầu óc của ta thì có bị họ đem đi bán cũng sẽ cười tủm tỉm đếm tiền cho họ rồi còn khen một tiếng bán được lắm nữa ấy chứ cũng khó trách bùi đại nhân mắng ta ngốc ngươi không ngốc là bọn họ quá giỏi tính toán yến tam hợp mệt mỏi nhắm mắt lại lát nữa ngươi đi xem tạ chi phi bị thương thế nào rồi thuận tiện hỏi thăm kết cục cha con tử lai lý bất ngôn nên đi xem thử tốt xấu gì lúc hắn tính kế người khác không chỉ thả người bên cạnh ngươi còn cứu ngươi. Yến tâm Hợp nghĩ đến chân bị thương của mình, trong lòng hừ hừ. Câu đó nói thế nào nhỉ? Ân mối mạng này, ta có nên báo đáp cả dòng sông hay không đây? Thế an viện, đèn sáng trưng, bùi ngụ lại đi từ đông xương ra. Tạ Nhi lập bước lên nghênh đón. Thế nào rồi bùi thuốc? Bùi ngụ liếc hắn. Nhìn máu chảy đầm đìa đáng sợ như vậy, nhưng thực ra chỉ ngoại thương, trong vòng 10 ngày, cam đoan bình phục. Mười ngày là có thể bình phục. Bùi tiếu không biết là nên khinh bì từ thịnh xuống tay quá nhẹ, hay là nên tán thưởng một tiếng tạ ngũ thập chịu đau giỏi hay không. Chu thị mừng rỡ, vái lên trời ba lạy. a di già Phật, cảm ơn trời đất, ta đi báo tin cho lão phu nhân. Thái y viện còn có một đống việc, bùi ngụ vỗ vỗ vai tạ nhi lập. Bảo hạ nhân cẩn thận một chút, miệng vết thương đừng để đụng nước, ăn uống phải thanh đạm ngày mai ta lại đến. Cha khoan đi đã. Bùi tiếu thấp giọng nói. Vết thương ngoài da cũng là thương tích, với cái thân thể đoản mệnh của tạ ngũ thập thì có nằm mấy tháng cũng chưa biết chừng, cha nói có phải không? Bùi thái y cùng tạ nhi lập tức ngần ra, bốn con mắt nhìn chằm chặp bùi tiếu. Bùi tiếu bị bọn họ nhìn đến rộn rạo trong lòng, nói. Cha, nhà chúng ta không phải còn có một gốc cây nhân sâm trăm năm sao? Bùi Thái Y nhìn thằng con mình sinh ra. Bản Thái Y khám bệnh cho người ta, vừa nói dối bệnh tình thì thôi đi, đã thế còn phải dán một gốc nhân sâm trăm năm nữa sao? Đúng là trong bất ngờ này có bất ngờ khác mà. Minh Đình. Tạ Nhi lập đột nhiên mở miệng. Ngươi đi vào thăm lão tam đi. Bùi Minh Đình nhìn sắc mặt cha, lòng bàn chân bôi dầu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Tuy rằng lời nói của hắn có vẻ vừa đúng vừa không, nhưng lão đại tạ gia là một người thông minh nói đến mức này hắn nhiều ít hẳn đã hiểu rõ một chút quả nhiên tạ nhi lập ho khan một tiếng bùi thúc ta tiến thúc tiễn ý là có chuyện muốn nói bùi ngủ trong lòng hiểu rõ con trai làm việc cho ai hắn cũng giống như tạ đạo chi đều mắt nhắm mắt mở không nói thằng nhóc nhà mình nhìn thì ngốc nghếch không biết điều nhưng có mấy lời chưa bao giờ nói lung tung nhất là trong thời điểm mấu chốt này. Hai nhà tả, bùi không nói gì, chỉ trông mong vô hai đứa nhỏ này, nếu vinh thì cùng vinh mà tổn thì cũng tồn. Nhóc con kia nói đúng, bị thương ngoài ra cũng là bị thương, lát nữa ta sai người đưa gốc sâm trăm năm kia tới để lão tam nhà ngươi bồi dưỡng. Tạ nhi lập hơi rung động, thật lòng thật dạ nói một câu. Đa tạ bùi thuốc, cảm ơn cái gì, ta nhìn lão tam nhà các ngươi lớn lên, cũng tình là nửa đứa con trai của ta rồi. Bùi ngụ khoát khoát tay. Đừng tiến nữa, về đi. Bùi thúc đi thong thả. Tạ Nhi Nhi đưa mắt nhìn bùi ngụ rời đi, xoay người nhìn thấy an cư, âm thầm nghiến răng, cười gằn. Nếu thằng nhóc kia đầu óc thông minh, có lấy thân thể quý giá của mình làm mồi nhử không? Tạ Tổng Quản, vâng, nơi này ngươi đích thân trông coi, ta đến tính tư cư một chuyến. Đại gia yên tâm. Chương 236, Cô Tẩu. Bùi Tiếu đi vào sương phòng phía đông, Tạ Chi Phi mở to hai mắt chờ hắn. Ánh mắt đối diện, hai người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bùi Tiếu ngồi xuống bên giường, chỉ vào Tạ Chi Phi, lại chỉ vào ngực mình, bà nó, hồn bị ngươi dọa xuất ra ngoài rồi. Hai hàng lông mày Tạ Chi Phi nhíu lại, bà nó, ta đau muốn chết nè. Bùi Tiếu bĩu môi ra bên ngoài yên tâm đều sắp xếp tốt rồi không để tam gia ngươi chịu đau oan uổng đâu lông mi tạ chi phi khép lại phát ra một tiếng tức giận yến bùi tiếu người không sao chân bị thương một chút tạ chi phi đè nén lửa giận bị thương như thế nào bùi tiếu vỗ chán một cái ai ra bận rộn quá lại quên hỏi con dao trong mắt tạ chi phi vông qua có tin chờ ông khỏe lại đẻ ngươi xuống đất đánh một trận không Bùi tiếu tức giận, mở miệng nói chuyện. Tiểu gia ta không ở bên cạnh nương tử nhà mình, đến đây canh giữ ở chỗ này, người còn muốn đánh ta, lương tâm ngươi ở đâu hả? Chó ăn rồi sao? Có biết vì hai người các ngươi, chân của ta chạy biết bao nhiêu vòng không? Lúc này, Chu thanh bưng trung thuốc đi vào. Đây là ma phất tán bùi thái y kê cho tam gia giảm đau. Trên người tạ chi phi đang đau như lửa đốt, suy yếu nói. Nhanh! Uống một liều thuốc, cơn buồn ngủ ập tới, hắn cố trông mí mắt. Minh Đình, ngươi đến tĩnh tư cư xem, nói là ta nói, đừng để bạc đái người trong viện kia. Cái này còn cần ngươi dặn sao, có bạc đái ai cũng không thể bạc đái nương tử nhà ta được. Bùi ra, Chu Thanh ra hiệu cho hắn nhìn về phía người trên giường. Bùi tiếu cúi đầu nhìn, đau lòng muốn chết, trong nháy mắt người này lại ngủ thiếp đi. Một đêm này, đèn trong viện tạ phù sáng suốt một đêm. Một đêm này, Yến Tam Hợp đang mê man ngủ, lại bị cơn đau đánh thức. Một đêm này, Tạ Tam Gia nằm mộng cả đêm, trong mộng đều là hắn và Yến Tam Hợp cùng nhau leo cây. Một đêm này, trong phòng tra tấn của cầm y vệ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nghe đến ra đầu người ta tê dài. Một đêm này, từ lai quỳ gối bên ngoài cửa cung trọng hoa suốt nửa đêm. Hôm sau, sáng sớm, lão ngự sử lục thời mặc một thân phi y. Bước chân kiên định, vẻ mặt nặng nề đi vào triều đình. Trong lòng văn võ bá quan đều hoang mang, đại sự không tốt, ngự sử mặc phi bào, có người xui xẻo rồi. Lần trước là quý lăng xuyên, lần này ai sẽ là kẻ xui xẻo đây? Các bá quan nhanh nhẹn nhường ra một con đường. Lão ngự sử vững vàng đứng lại, hành lễ với ngự tỏa, sau đó trung khí mười phần nói. Bệ hạ, lão thần hôm nay muốn buộc tội. Một canh giờ sau, trong đại điện truyền đến giọng nói nặng nề của thiên tử. Thị lang hình bộ từ lai, phóng túng hành hung, coi mạng người như cỏ rác, cách chức quan, vĩnh viễn không được vào chiều. Từ thị lang đặt mông ngã ngồi dưới đất, sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết. Tạ chi phi mở mắt lần nữa, trong màu trắng trói mắt dần thấy rõ ràng mấy gương mặt. Lão phu nhân vẻ mặt lo lắng, mẫu thân vụng trộm gạt lệ. Còn có, đại tỷ im lặng ngồi ở bên giường. Tạ Chi Phi cầm tay đại tỷ Tạ Văn Xu, nặn ra một nụ cười. Sao tỷ cũng tới đây? Tạ Văn Xu, không có việc gì nên đến đây xem thử. Lão phu nhân đau lòng sờ lên mặt cháu trai. Lão Tam, có đau không? Đau muốn chết. Ôi, thế thì phải làm sao? Lão phu nhân xoay người nhìn Chu thị bên cửa sổ. Hay là lại đi tìm Bùi thái y tới, lão Tam đau muốn chết rồi nè xem thử có thuốc nào giảm đau hay không chu thị cười làm lành lão phu nhân bùi thuốc vừa mới đi mà ngô thị trừng mắt lại đi gọi về đi hắn nhìn tam nhi trưởng thành mà hắn đành lòng được sao chu thị ánh mắt tạ văn du tuy rằng mù nhưng có thể nhận ra sự bất đắc dĩ của đại tầu vội vàng lấy đầu ngón tay gãi gãi tay lão tam lão tổ tông nương tạ chi phi đau đến rên hừ hừ về hết đi Vành mắt thâm quầng còn nặng hơn cả ta, ta đau lòng muốn chết. Lão phu nhân lớn tuổi, một đêm không ngủ được cũng không chịu nổi. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lão tổ tông lại đến thăm con. Đến sớm một chút, con mong lắm đó. Ôi chào ơi, tâm can bảo bối của ta. Trái tim lão phu nhân đều mềm nhũn thành một vũng nước, thầm nghĩ trên đời này, còn có đứa bé nào khiến người ta thương mến hơn lão tam sao? Hai vị lão nhân vừa rời đi, Tạ Chi Phi ho khan một tiếng. "Đại tỷ, tỷ cũng về đi, đi đường nhớ cẩn thận. Để dưỡng thương cho tốt." Tạ Văn Xu vỗ vỗ tay lão tam. "Đại tẩu, ngươi đỡ ta một chút." Chu thị vội nâng Tạ Văn Xu dậy, hai người đi ra gian ngoài, Tạ Văn Xu nhẹ nhàng kéo tay áo Chu thị, nhẹ giọng nói. "Đại tẩu, tẩu bỏ qua cho nương ta nhé." Ánh mắt Tạ Văn Xu tối đen, bởi vì không nhìn thấy, lúc nói chuyện con mắt mở rất lớn cũng có vẻ rất sáng. Thế nhân đều nói cô Tẩu là thiên địch, nhưng vị trước mắt này lại khiến cho Chu thị đau lòng nói không nên lời. Dáng dấp tốt, tính tình cũng tốt, cũng không sinh sự, đối xử với ai cũng hòa khí, thế nhưng ông trời lại không mở mắt. Cô nương 24 tuổi, đợi gả ra khỏi khuê phòng, thế nhưng đến một người cầu hôn cũng không có. Muội muội lo lắng nhiều rồi, đi, ta đưa muội trở về. Không cần đâu tỷ bận việc của tỷ đi, ta có nha hoàn rồi. Vậy ta đưa muội ra khỏi viện. Tạ Văn Xu không khỏi cười rộ lên. Ông trời tuy rằng không cho ta một đôi mắt tốt, lại cho ta một đại tẩu tốt nhất. Giống lao tam, trên miệng bôi mật à. Chu thị vừa ngừng đầu, nụ cười trên mặt ngừng lại. Phu nhân. Ngô thị nhìn nụ cười trên mặt con dâu, trong nháy mắt cảm thấy có chút chói mắt. Chọn hai nha hoàn biết bổn phận, thả vào trong viện của lão tam. Đinh Nhất đã bị phái đi ra ngoài rồi, chỉ có một Chu Thanh đi theo, e là không lo hết việc được. Chu Thị do dự. Phu nhân, tàn đệ không thích có nha hoàn trong viện, việc này e là phải nói với hắn một tiếng. Cứ nói là ta nói. Ngô Thị. Nam nhân hầu hạ, nào cẩn thận bằng nữ nhân, ngày xưa nó bận trong bận ngoài thì không sao, lúc này chẳng thể xuống giường được. Chu Thị thấy Ngô Thị thái độ kiên quyết. Vâng, phu nhân. Ngô Thị đi tới trước mặt nữ nhi, nắm tay nàng. Đi, mẫu thân đưa con về viện. Tạ Văn xô im lặng nheo món tay Chu Thị một cái. Đại tẩu, ta trở về trước. Đi đi. Chu Thị đưa mắt nhìn hai người rời đi, xoay người nhìn Xuân Đào, cười khổ. Xuân Đào biết vì sao thiếu phu nhân lại cười khổ. Nhà hoàn có bổn phận hơn nữa thấy tam gia như vậy, cũng tránh không được động chút tâm tư. Người là do thiếu phu nhân chọn, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì kết quả đều là lỗi của thiếu phu nhân hay là chọn từ trong viện lão phu nhân đi xuân đào nhỏ giọng đề nghị đúng là nghĩ giống ta chu thị lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán đi thôi chúng ta đến viện lão phu nhân thiếu phu nhân một giọng nói vang lên bên cạnh chu thị xoay người nhìn thì ra là gã sai vặt bên người tại nhi lập vệ lâm vệ lâm tiến lên đại thiếu phu nhân trong cung có tin tức, từ lai bị bãi quan, mãi mãi không được vào chiều. Ánh mắt Chu thị sáng lên, cười gần. Cái này gọi là thiện giả thiện báo ác giả ác báo. Lão gia truyền tin cho đại gia từ trong cung, tạ phủ nửa tháng nay đóng cửa từ chối tiếp khách, đối ngoại chỉ nói tam gia bệnh nặng, cũng xin đại thiếu phu nhân dặn từ trên xuống dưới trong phủ phải cẩn thận mọi việc, từ lời nói đến việc làm. Vệ lâm đại gia nói trong khoảng thời gian này ngươi không ra ngoài xã giao, đều ở nhà dùng cơm, miễn cho sinh sự. Chu thị dùng mình, lập tức hiểu được dụng ý của lão gia. Mấy ngày trước tạ gia mới mỗi người đi một ngả với đỗ gia, lúc này từ lai lại mất chức vì tạ gia, tạ gia ở nơi đầu sóng ngọn gió, mọi việc phải thật khiêm tốn, cũng chỉ có thể khiêm tốn. Đi nói với đại gia, ta biết nên làm sao rồi. Chu thị trở về lên rời đi sắc mặt lạnh như băng nói. Xuân Đào, đi gọi tà tổng quản tới đây. chương 237, Liên Lụy. Tĩnh Tư Cư, Yến Tam Hợp nằm ở trên giường, hai mắt trừng trừng nhìn tấm rèm rèm vén lên, Lý Bất môn đi vào. Tam Hợp, thật đúng là bị ngươi đoán đúng, từ ra xong đời rồi. Thời gian một chén trà, huyết thư của vương viên ngoại, lang trung hà bắc của công bộ làm sao thành thái giám quan của từ lai làm sao thôi từ thịnh làm sao vào cầm y về đều được lý bất ngôn kể lại sinh động như thật giống như tận mắt nhìn thấy vậy quán rượu trà phường bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này nàng cúi đầu cười tam hợp hắn còn tốn bạc tìm thế thân cho ta suy nghĩ quá chu đáo không chu đáo thì vị trên ghế rồng kia cũng không thể tin được yến tam hợp lười nghĩ những chuyện không liên quan này đúng rồi túi đồ của tĩnh trần đâu vẻ mặt lý bất ngôn chợt trống rỗng ta buộc ở trên người sau khi chu thanh đánh ngất ta ở trong thư phòng thái tôn ta lo lắng chuyện của ngươi lại quên lấy mất rồi cô đứng phát dậy cô chờ đó ta đi đòi về ngay đây vừa dứt lời người đã không thấy đâu thang viên mang theo hộp thức ăn đi vào cô nương canh xương này hầm hai canh giờ vừa thơm vừa nồng đưa đây yến tam hợp uống một hơi suy nghĩ chuyện tĩnh trần một hồi bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi tỉnh lại sau giấc ngủ còn chưa mở mắt đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm còn có tiếng thở dốc nặng nề nàng mở to mắt thấy rõ ràng người ngồi trước mặt một lúc lâu nói không ra lời quả thực là bị đánh rất thảm trên mặt căn bản nhìn không ra dáng vẻ lúc trước toàn bộ má phải đều sưng phù mắt phải sưng lớn con ngươi gần như muốn lồi ra nhìn xuống bên dưới hai tay bị băng gạc quấn chỉ lộ ra một đoạn ngón tay cái, áo quần mỏng thanh lịch, vết máu nhìn rất chói mắt. Sao ngươi lại tới đây? Cứu cô nương, nên tới xin yến cô nương một phần thưởng. Muốn cái gì? Tạ chi phi khó khăn lộ ra nụ cười. Cô nương tự xem đi. Yến tam hợp chỉ chỉ chân mình, trả lại cho hắn một chữ. Huệ. Tạ chi phi. Vết thương ở chân của cô ngươi có liên quan đến ta sao? Ừm, không bổn cô nương đáng đời yến tam hợp đáp lễ hắn vậy vết thương của tam gia có liên quan đến ta sao ừm cũng không tam gia ta tự tìm tả chi phi híp mắt thở dài lúc bị đánh ngươi biết trong lòng ta đang nghĩ gì không cái gì trong lòng ta đang suy nghĩ như thế nào cũng được chỉ cần ngươi có thể chạy thoát vừa nghe đã biết là nói dối lần này ngươi bị đánh dù không có ta thì cũng đã định sẵn rồi. Yến Tam hợp nhíu mày. Lúc thầm trùng đánh ta một cái, ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì không? Cái gì? Sao không đánh Từ Thịnh, đánh ta làm gì? Tả Chi Phi, bây giờ đã biết vì sao chưa? Không biết, nếu không. Yến Tam hợp đón lấy ánh mắt hắn. Tam gia có giải thích nghi ngờ cho ta không? Được, Tả Chi Phi thản nhiên đáp. Ngươi ngồi dậy, ta kề sát vào một chút hai cái thân tàn của chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Đây là giải thích nghi hoặc, hay là thì thầm hả? Thì thầm. Tả chi phi chớp mắt. Loại không ai có thể nghe thấy, trời biết, đất biết, người biết, ta biết ấy. Yến Tam hợp sắc mặt thoáng cái đỏ lên, đỏ đến tận sau tai. Tả chi phi cúi đầu cười rộ lên. Đỏ mặt cái gì, đừng có suy nghĩ kỳ quái, ta nói chính sự. Yến Tam hợp. Sao từ thịnh không đánh chết hắn luôn đi? Trong lòng mắng thì mắng, rốt cuộc vẫn chống người ngồi dậy, từng chốt tiến về phía trước. Tả chi phi cũng đưa mặt lại gần. Cháu trai kia ra tay với ngươi, ta nhìn không được. Yến Tam hợp chấn động trong lòng, quay mặt lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt đen của Tam gia. Cách nhau gần như vậy, nàng mới phát hiện đôi mắt của tả Tam gia rất đẹp. Đôi mắt thoáng buông xuống, lập tức trở nên vô tội, khiến người ta mềm lòng dối tinh dối mù. Chủ yếu vẫn là hoài nhân muốn, con chó này nhảy lên nhảy xuống hoài nhìn rất chướng mắt. Tạ Chi Phi nhìn mái tóc đen xóa tung bên tai thiếu nữ. Yến Tam hợp, để tình chúng ta cùng vào sinh ra tử, không gạt ngươi. Yến Tam hợp. Yến cô nương. Tâm trạng hắn rất tốt, ngữ khí cũng vui vẻ hơn. Xem ta thẳng thắn thành khẩn như vậy, hay là người thường chút gì đi? Thường cho ngươi một hạt rẻ, ngươi muốn không? Yến Tam hợp thầm khinh thường. Vết thương này của ta nhìn rất nặng, thực ra đều là ngoại thương." Nhân sĩ Thương Tật họ Tả hắng giọng. "Chờ ta dưỡng thêm vài ngày, để khuôn mặt tuấn tú này không dọa đại cô nương tiểu tức phủ chạy mất, ta sẽ giúp người lo vụ tâm ma của Tĩnh Trần." Lời hắn nói thật sự nằm ngoài dữ liệu của Yến Tam Hợp. Cô nhìn kỹ về mặt Tả Chi Phi. "Ngươi nghiêm túc ư, Yến cô nương?" Thân thể Tam gia nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nhìn dáng vẻ rất nhàn tản thực ra chỉ có mình hắn hiểu là bản thân đã hơi chống đỡ không nổi rồi. Ta nói đùa với ngươi lúc nào, lời ta nói với ngươi, đều lời thật lòng. Yến Tam hợp lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái miệng mình, lại là một mối liên lụy. Nói không lại hắn, nhưng khí thế thì không thể thua được. Ta có lòng tốt nhắc nhở Tam ra một câu, đây là một vụ mua bán lỗ vốn, tốn thời gian tốn sức, hơn nữa còn chẳng có điểm tốt gì. Tạ chi phi mím môi cười. Cho nên, ta mới mặt dày đến xin cô nương ban thưởng. Chuyện này sao vòng tới vòng lui, lại vòng trở về rồi. Yến Tam Hợp giải quyết dứt khoát. Nói đi, muốn cái gì? Đơn giản, Yết Hầu tạ chi phi lăn hai vòng. Nói một tiếng cảm ơn là được. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Ngữ khí của Yến Tam Hợp vô cùng chân thành. Tạ chi phi, chuyện trên trang viện, cả việc bảo vệ ta với chuyện của Tĩnh Trần, đều cảm ơn ngươi không cần khách khí đều là việc ta nên làm thôi tả chi phi chớp chớp mắt và ta cũng cam tâm tình nguyện yến tam hợp tình hình bây giờ dường như càng không đúng rồi nàng không chỉ không tiếp được chiêu còn không có sức đánh trả tại sao vậy tại sao lại như vậy biệt viện của thái tôn triệu diệt thời buông bút xuống đợi mực trên giấy khô nói nghiêm hỉ cầm lên để ta xem xem nghiêm hỷ cẩn thận nắm hai góc trên tờ giấy điện hạ chữ tốt lắm triệu diệt thời khoanh tay cong môi nói đây là bộ chữ ta viết tốt nhất trong mấy tháng gần đây nghiêm hỷ thấy hắn cười hẳn là tâm trạng rất tốt lập tức vuốt mông ngựa điện hạ đây là gặp việc vui tinh thần sảng khoái giải quyết xong một con chó điên ép hán vương đến trang viện nghỉ mát đúng là việc vui điện hạ thẩm trùng đi vào thư phòng vẻ mặt có chút khó nói hết vừa mới bắt được tên trộm trèo tường thần sắc triệu diệt thời trầm xuống nghiêm hỉ quen nhìn mặt vội quát lớn ta nói này thầm thị vệ chuyện nhỏ như này cũng cần nói với điện hạ sao cứ giết đi là được rồi không phải sao là lý cô nương ai cơ nghiêm hỉ cho rằng mình nghe lầm lý cô nương lý bất ngôn nghiêm hỉ vội nhìn sắc mặt chủ tử chợt đổi giọng nói thì ra là lý cô nương Vậy giết không được thật, ý của điện hạ là gì? Lời Triệu Diệp Thời không nghe ra bất kỳ hỉ nộ nào, nhưng ánh mắt lại hơi cong lên. Mời vào đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 238, To Gan. Lý Bất Ngôn lần thứ hai đi vào thư phòng này. Cách bố trí của thư phòng, không giàu có, không xa xỉ, không đắt đỏ, trong ngoài đều lộ ra một chữ nhã. Trên vách tường treo mấy bộ tranh chữ vừa nhìn đã biết là bút tích của một người. Đồ trang trí trên đa bảo các, cái nào cũng đẹp đẽ tinh xảo. Ôi trời ơi! Lý bất ngôn ôm ngực, nói lời từ tận đáy lòng. Thái tôn điện hạ, đây không phải giết người chu tâm, đây là tra khảo, không ngừng tra khảo. Sao cô nương lại nói vậy? Lý bất ngôn cong mắt. Con người ta thực ra còn có một tật xấu. Triệu diệt thời. Cái gì? Tham tiền. Triệu diệt thời lý bất ngôn đưa ngón tay chỉ vào từng thứ trong phòng thư nào cũng là đồ tốt đồ đẹp thái tôn điện hạ ngày thế này là muốn ta thèm chết phải không nghiêm hỉ cúi mặt lườm nàng nữ tử trên đời này đều có một đức tính đều muốn kiếm chút lợi ích từ nam nhân trong lòng triệu diệt thời cũng mơ hồ cảm thấy tức giận nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói cô nương nhìn chúng cái gì có thể xin ta một cái điện hạ tuyệt đối không thể Nghiêm hỉ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mấy thứ này đều do trong cung ban thưởng. Lý cô nương này chẳng qua chỉ là nha hoàn hầu hạ, đừng nói đòi, cho nàng nhìn một cái thôi đã là đề cao nàng rồi. Lý bất ngôn giống như không nghe thấy nghiêm hỉ nói gì, ánh mắt sáng ngời. Điện hạ, ta có thể ghé sát vào xem một chút không? Giọng triệu diệp thời nhạt đi. Cô nương cứ tự nhiên. Cứ tự nhiên gì chứ? Nghiêm hỉ vội vàng đi theo, Vẻ mặt Cảnh Giác nhìn nhất cử nhất động của Lý Bất Ngôn. Những thứ này đều là đồ vật vô giá, lỡ như bị gì thì nha hoàn ngươi có chết bao nhiêu lần cũng bồi thường không nổi đâu. Lý Bất Ngôn chậm rãi dạo qua một vòng ở trước đa bảo các, lại dạo qua một vòng nữa, lúc đi tới vòng thứ ba thì nghiêm hỉ lại nhịn không được. "Cô nương, có trường có mực chút đi, có hiểu quy củ hay không, có biết trường mực hay không?" "Ừ, nên có trường mực thật." Lý Bất Ngôn thu hồi tầm mắt, ôm quyền nói với Triệu Diệp Thời. Điện hạ, ta tới lấy bao quần áo hôm đó. Triệu Diệp Thời hơi nhíu mày. Nghiêm hỉ. Nghiêm hỉ vội vàng sách bao quần áo lên, nhét vào trong ngực Lý Bất Ngôn, hắng giọng, tức giận nói. Lý cô nương còn có việc gì sao? Không có. Lý Bất Ngôn hất cằm. Điện hạ, núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, cáo từ. Lần này, không chỉ Nghiêm hỉ há hốc mồm, ngay cả Triệu Diệp Thời cũng hơi sừng sốt. Khoan đã, cô nương thật sự không xin bản điện hạ một món sao? Không cần, ta đỡ thèm rồi." Triệu diệt Thời nhìn vẻ mặt tươi cười của cô. "Nhìn là đỡ thèm rồi à? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội." Sao Lý bất ngôn buộc túi quần áo lên người, khẽ cười rồi xoay người rời đi. Sao câu này dịch ra thì là dân thường vốn vô tội, nhưng nếu trên người có ngọc ngà quý giá thì sẽ mang tội. Còn ý nghĩa là chỉ người có tài năng, có hoài bão sẽ bị hám hại sắc mặt triệu diệt thời trước vẫn bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại như có một trận gió xuân phất qua có nhiều nữ tử tham tiền nhưng chẳng có nhiều nữ tử biết hoài bích sẽ có tội nữ tử háo sắc rất nhiều nhưng nữ tử thích sắc mà không dâm thì không nhiều lắm nữ tử ra vẻ rất nhiều những nữ tử hào phóng thẳng thắn nữ tử không có gì cầu xin không nhiều lắm nghiêm hỉ quay đầu nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình vội hai một tiếng thông minh đuổi theo. Lý cô nương. Lý bất ngôn xoay người. Còn có việc sao? Điện hạ. Nghiêm nghị lẳng lặng tăng thêm ngữ khí. Ngài còn có chuyện gì muốn nói mà nhỉ? Triệu diệt thời lấy lại tinh thần, đi tới cảnh cửa đứng lại. Lời cô nương vừa nói, con người quý ở chỗ hiểu rõ bản thân muốn gì, với thân phận của ta thì chỉ có thể nhìn, nếu điện hạ thật muốn ban thưởng cho ta, thì phước mỏng, sợ không chịu được. Lời này nghe thì thô lỗ không có gì, nhưng tinh tế cân nhắc lại thì ý vị rất sâu xa. Triệu Diệp thời cười đổi chủ đề. Trong bao quần áo của cô nương là cái gì vậy? Là siêm y người từng mặc. Khí lạnh chạy từ lòng bàn chân nghiêm hỉ thẳng lên đầu, vội đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình. Chủ tử không chỉ không tức giận, lại còn ôn hòa nói. Lần tới cô nương đến quý phủ, không cần trèo tường, cứ quang minh chính đại đi vào từ cửa. Lý bất ngôn cười cong mắt. Đang đồ tử háo sắc, không trèo tường thì không thể nhìn trộm. Dứt lời, dưới chân đạp một cái, đan điền vận khí, nhảy lên đầu tường. Đứng ở đầu tường một lát, cô chợt xoay người, hai mắt lóe sáng. Điện hạ, ta họ lý, tên bất ngôn, lấy từ câu thơ, đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê, sao, ngài nhớ chưa? Sao nghĩa là cây đào, cây mận chẳng nói năng gì, nhưng dưới gốc cây lại tự tạo nên lối đi nhỏ. Nghĩa bóng là chỉ, con người tài năng khiêm tốn ẩm mình vẫn sẽ được người người kính ngưỡng, cảm phục. Câu nói cuối cùng vừa dứt, người đã sớm không thấy bóng dáng. Người chỉ là một nha hoàn, còn dám để điện hạ nhớ kỹ ngươi. Nghiêm hỉ thầm nghĩ quả thực không có vương pháp. Điện hạ, trở về đi, mặt trời bên ngoài độc lắm. Nàng đặt tên sai rồi, hả? Triệu Diệp thời bật cười, lắc đầu. Lý to gan mới hợp với nàng. Nghiêm hỉ cười theo. Điện hạ nói rất đúng. Điện hạ. Giọng nói từ xa đến gần. Tiểu nội thị vội vàng vào trong viện. Điện hạ, thái tử từ trong cung trở về, xin ngài lập tức đi qua đó một chuyến. Nụ cười trên mặt triệu diệp thời cứng đờ. Ngay tại lúc thái tử mời thái tôn đi qua, tạ đạo chi cũng trở về tạ phủ, triều phục còn chưa thay đã đi thẳng đến viện của lão tam. Tả Chi Phi vừa mới uống thuốc xong, miệng toàn vị đắng, thấy phụ thân đến, thì vội vàng bảo Chu Thanh đỡ mình ngồi dậy. Phụ thân vừa hạ chiều sao? Tả đạo chi khoát tay, ý bảo Chu Thanh ra cửa trông coi. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, tả chi phi trột giả, không dám mở miệng trước. Phụ thân ở trên quan trường mưa gió, có trường hợp gì chưa từng thấy qua, mấy câu vừa hỏi là để thăm dò tính toán của hắn. Ai ngờ tả đạo chi không nhắc tới chuyện gì. Bên binh mã ti đại ca con xin nghỉ giúp con rồi, Tạ Chi Phi kinh ngạc. Xin nghỉ bao lâu? Một tháng rưỡi? Tạ Đạo Chi. Nửa tháng này người có thể ăn uống chơi bời, chỉ là đừng làm chuyện đứng đắn gì cả. Tạ Chi Phi không ngờ phụ thân lại nói như vậy, hơi sừng sốt. Trên đời này đã có người quá ngu xuẩn, rơi vào bẫy, cũng có người quá thông minh mà rơi vào bẫy dập. Lời nói của Tạ Đạo Chi rất thấm thía Lão Tam à, Tạ ra có đại ca con rồi nên ta không mong con sẽ trở nên nổi bật cứ bình an mà sống là được rồi. Tạ Chi Phi mím môi. Lời này của phụ thân có không ít thâm ý bên trong. Hắn lần này dùng chính mình làm mùi nhữ, chỗ tốt là kéo từ ra xuống ngựa, chỗ xấu là để lộ bản thân trước mắt người đời. Đúng như lời cha nói, trên đời này có người ngu xuẩn, cũng có người thông minh. Người thông minh suy nghĩ sâu xa một chút, suy nghĩ nhiều một chút, là có thể suy nghĩ ra chút tư vị khác biệt. Nếu mượn ra được tư vị này thì cái lớp gia công tử ăn chơi phong lưu của Tam gia hắn cũng coi như là bị xé xuống. Ba nam nhân trong quan trường Tạ gia, lão gia làm quan tới nội các, đã đi tới trung tâm quyền lực. Con trai lớn thì ở Hàn Lâm viện, giấu tài, từng chút tôi luyện tư lịch. Nếu như hắn còn nổi bật lên thì Tạ gia sẽ con chim đầu đàn dễ thấy trong mắt người khác. Căn cơ Tạ gia cũng không sâu, chỉ là từ đời của phụ thân phất lên, khác với những nhà quyền quý tích lũy mấy đời ở thành tứ cửu này họ chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi kết cục của chim đầu đàn là gì ai cũng biết phụ thân con biết rồi biết là tốt rồi tả đạo chi đứng lên nhìn con trai lão tam à dưới chân thiên tử gấm vóc đầy đất sống lâu thì phải rụt đầu cục đuôi mà sống qua ngày phong lưu luôn bị mưa gió thổi đi tả chi phi chợt ngơ ngẩn lúc tỉnh táo lại thì trong phòng đã sớm không còn bóng dáng phụ thân chỉ có chu thanh đứng trước giường tam gia liễu di nương tới rồi, có gặp hay không? chương 239, thả mồi. Nhị phòng có ba người, thì đã hai người đến. Tạ Uyển su vào tới bên giường, chớp đôi mắt to ngập nước. Tam ca, huynh thế nào rồi? Có đau không? Không sao hết. Ánh mắt tạ chi phi lướt qua nàng, nhìn liễu di nương phía sau. Di nương ngồi đi. Dù trong lòng có xấu xa thế nào, thì ngoài mặt vẫn nên nể mặt một chút. Huống chi phụ thân chân trước vừa đi, liễu di nương chân sau đã tới nàng diễn kịch là cho phụ thân xem cho nên bản thân cũng không thể không diễn cùng bà một hồi liễu di nương ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường hốc mắt lập tức đỏ lên sao lại bị thương thành như vậy tạ chi phi miễn cưỡng cười màng không tốt tạ uyển xu vừa nghe thì không chịu nói bậy màng của tam ca ta là tốt nhất liễu di nương hờ hững quét mắt nhìn nữ nhi một cái đưa cái túi giấy trong tay qua trên mặt mang theo vài phần áy náy bên di nương không có thứ gì tốt, đây là hai lạng đông trùng hạ thảo, có thể dưỡng sinh bổ khí, mong tam gia đường chê. Di nương có lòng rồi, Chu Thanh, nhận giúp ta đi. Thường ngày những việc nhận đồ tới lui này đều là việc của Đinh Nhất, Chu Thanh tiếp nhận túi giấy, vụng về nói. Đa tạ. Liễu di nương. Người một nhà không nói hai lời, nhị ca ngươi đi ra ngoài buôn bán, nếu không thì cũng sẽ tới rồi. Chu Thanh không biết nên tiếp lời thế nào, vội vàng nhìn quá tam gia thấy tam gia cũng không có ý muốn nói tiếp không khí trong phòng thoáng cái lạnh xuống tả chi phi thấy thời gian không còn nhiều lắm mệt mỏi ngáp một cái liễu di nương như được xá lệnh vội vàng đứng lên tam gia dưỡng thương cho tốt lát nữa ta sẽ đến thăm ngươi tả chi phi di nương đi thong thả chu thanh ngươi tiến người giúp ta vâng tam ca ta đi đây nếu vinh buồn thì sai người tới gọi ta một tiếng ta đến trò chuyện với Tam Ca. Tạ Uyển Xu một bước ba quay đầu lại. Ừ, đi đi. Tạ Chi Phi hờ hững đáp một câu, lập tức nhắm mắt lại. Nếu là diễn trò, nụ cười trên mặt là giả, nước mắt ngậm trong mắt là giả, quan tâm là giả, chỉ có hai lạng đông trùng hạ thảo là thật. Tạ Chi Phi vô duyên vô cơ nhớ tới Yến Tam Hợp. Thích là thích, ghét là ghét, hết thảy đều theo trái tim mình, không cần phải xem thái độ của người khác, thật tự tại. Chu Thanh, hắn kêu. Ra, bảo tạ tổng quản đến cửa hàng chọn một cây quải trượng tốt. Ra không cần quải trượng, vài ngày nữa. Chu Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội sửa miệng nói. Vâng. Tạ Chi Phi thấy hắn hiểu, lại dặn dò. Đừng mua đồ của người già bảy tám mươi tuổi, khéo léo tinh xảo một chút. Chu Thanh nghĩ bùi ra miệng trái một tiếng nương tử, phải một tiếng nương tử, nhỏ giọng nói. Ra cũng không sợ bùi ra ghen à, chuyện này có gì mà ghen? Yến Tam hợp đối với hắn như thế nào, trong lòng hắn không biết sao. Hắn cũng nên biết khó mà lui rồi. Tạ chi phi. Đi, đỡ tai đến tính tư cư hít thở một hơi. Ra. Chu Thành không thể không sắm vai đinh nhất, tận tình khuyên bảo một chút. Sáng sớm mới đến xong, còn chưa qua hai canh giờ nữa ngài lại đến, cho dù Yến cô nương không dưỡng bệnh thì ra cũng phải dưỡng bệnh chứ. Lúc sáng đi có hai vết thương nứt ra, lại chảy máu rồi. Chu Thanh, bốn chữ xinh đẹp khó cưỡng ngươi có từng nghe đến chưa? Từng nghe, vậy mỹ sắc chữa bệnh thì sao? Chu Thanh. Phu nhân, Chu thị chỉ vào hai nha hoàn, người áo đỏ tên là Tiểu Hồng, áo lục tên là Lục Ỉ, đều được chọn từ trong viện lão phu nhân, mời phu nhân xem qua. Ngô thị thấy hai nha hoàn này đều có vẻ ngoài an phận, trong lòng rất là hài lòng. Ngươi nói về quy củ trong phòng lão tam cho họ đi. Vâng quy củ trong viện tam gia, thực ra rất đơn giản. Ít nói chuyện, làm nhiều việc, đừng cố ý trèo lên giường, đây là một. Không thể vào thư phòng trọng địa, đây là hai. Chu thị nói rõ quy củ ngay trước mặt ngô thị, tiểu hồng, lục ý đáp lại rồi chu thị mới mang theo các nàng đến viện tam gia. Nàng chân trước vừa đi, chân sau lý chính ra bồi phòng ngô thị đã vào nhà. Phu nhân, vừa rồi tam gia lại đi tính tư cư rồi lý chính gia vươn ra hai ngón tay trời còn chưa tối đã đến hai chuyến lão nô cũng thật đau lòng cho thân thể của ngài ấy vết thương còn chưa kết vảy nữa là ngữ khí của ngô thị lập tức trở nên chua chát ta có nên coi sinh thần bát tự để thử nhân duyên hay không lời này lý chính gia không dám tiếp lời đúng lúc này giọng của nha hoàn ở bên ngoài vang lên phu nhân quản sự đỗ gia đang ở ngoài cửa thứ hai chờ nói muốn gặp ngài một lần đỗ gia Gặp ta. Ngô thị vội sửa sang xiêm y. Mau mời vào. Quản sự hơn 40 tuổi, khuôn mặt hiền lành, hắn vừa bà thì hành lễ, sau đó đưa một cái túi giấy trong tay qua. Nghe nói tam gia bị thương, tiểu thư nhà ta kêu ta đưa chút thuốc bổ đến. Cái này. Ngô thị vẻ mặt ấy nấy. Cái này sao có thể không biết xấu hổ mà nhận được đây. Phu nhân cứ nhận lấy, tiểu thư nói, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật phu nhân mấy năm nay đối xử với nàng như thế nào, tiểu thư đều ghi tạc trong lòng. Quản sự mồm mép cực kỳ lưu loát. Tiểu thư còn nói, tam gia là người phu nhân đặt trong tim, nếu bình thường thì chắc chắn sẽ đến nhà để thăm rồi, nhưng bà bây giờ với ngày xưa đã khác rồi. Ngô thị vừa nghe lời này, trong lòng vừa thoải mái, vừa khó chịu. Cô nương ở trong đại gia tộc, giáo dưỡng cũng thật khác biệt, nhìn xem người ta hiểu lễ nghĩa bao nhiêu. Nào giống như những kẻ từ nơi thâm sơn cùng cốc tới đối nhân xử thế không nóng không lạnh, ngữ khí không âm không dương, ánh mắt đều mọc ở đỉnh đầu. chỉ là đáng tiếc, cô nương tốt như vậy, dòng dõi cao như vậy, lão gia và lão tam đều không thích. Ngô Thị làm sao có thể biết, cô nương tốt kia giờ này đang ngồi trong thủy tả, cùng thường trà với phụ thân Đỗ Kiến Học. Đỗ Kiến Học vừa mới xuống chiều, đã kể lại hết chuyện trong chiều cho nữ nhi nghe. Từ ra, lần này xem như ngã rồi. Đỗ Y Vân cười nói. Phụ thân không cần cảm thán, chỉ cần có từ thịnh ở đây, chức quan từ lai dù ngồi cao hơn nữa cũng có thể bị người ra kéo xuống. Người quá ngu xuẩn. Phụ thân cảm thấy nhị gia tạ phủ thế nào? Đỗ Kiến Học lắc đầu. Không có ấn tượng gì, nữ nhi lúc trước ở tạ gia có nghe được không ít tin đồn của hắn. Đỗ Y Vân rót cho Đỗ Kiến Học thêm một chung trà. Nghe nói nhị gia trước đây có đi học, rất thông minh, đáng tiếc không lọt vào mắt tạ lão gia, bị đại gia đè đầu đỗ kiến học nhíu mày ý của con là phụ thân tạ nhị gia cũng không phải là một ống sắt tuy chỉ là người của nhị phòng nhưng đều có tâm tư và tính toán riêng đỗ y vân muốn tạ gia không yên ổn con cảm thấy có thể dùng hai người này thử tạ lão nhị tính một người còn có một người nữa là ai ngô thị chính thất của tạ đạo chi đỗ y vân vừa cười gằn vừa lắc đầu phụ thân chắc chắn không biết số của ngô thị tốt bao nhiêu thì bà ta lại ngu xuẩn bấy nhiêu chuyện của ngô thị đỗ kiến học đã nghe nói từ lâu tả đạo tri ở nhà mở tiệc chiêu đãi chưa bao giờ mời ngô thị ra ngoài chỉ để liễu di nương ở bên cạnh tiếp khách về phần liễu di nương kia đỗ kiến học không khỏi bật cười nói con muốn làm gì thì cứ làm dù sao cũng có phụ thân đứng sau lưng con đa tả phụ thân giọng đỗ y vân rất nhẹ con đã thả mồi rồi chương 240, túi áo quần. Lúc tả chi phi được chu thanh cõng đến tĩnh tư cư, người bên trong đang bận rộn. tham viên phơi quần áo trong sân. Lý bất ngôn đang bế Yến Tam Hợp từ trong xương phòng đi ra. Yến Tam Hợp ngẩng đầu lên thì ngây ngẩn cả người. Người này, sao lại tới nữa? Người này nói dối không cần viết nháp. Mới có được hai làng đông trùng hạ thảo, ta bèn đưa tới cho ngươi, nhưng chủ yếu vẫn là đến nghe chuyện của An Thủy Nguyệt ta thấy người rảnh rỗi thì có. Yến Tam hợp thấy sắc mặt hắn trắng bê thì mềm lòng vài phần, nhích cầm về phía dưới tảng cây. Chu Thanh, đặt thiếu ra thích lo chuyện bao đồng của ngươi ở đó đi. Tả Chi Phi nhớ mày. Không được, đây là đãi ngộ của khách quý, ra có tài đức gì đâu. Tam gia suy nghĩ nhiều rồi, đây là ghế thương tật. Lý bất ngôn cười. Ừ, Tam gia bị thương, ngồi đúng lý hợp tình. Tả Chi Phi vỗ vỗ Chu Thanh. Thả ta xuống ta đi dọn giường chúc cho cô nương. Thang viên dọn giường chúc ra, dàn xếp ổn thỏa cho hai vị nhân sĩ thương tàn, lại vội đi pha trà, bưng ra mấy đĩa trái cây và điểm tâm. lại thấy hai người đều đổ mồ hôi đầy chán, vì thế cầm lấy một cây quạt, đứng ở phía sau hai người để quạt trái quạt phải. lúc này, lý bất ngôn đem một hộp son đưa tới cho yến tam hợp. yến tam hợp liếc mắt nhìn chu thanh. chu thanh, đóng cửa lại. vâng. Tả chi phi quay đầu tò mò hỏi ở đâu ra thế yến tam hợp không lên tiếng chỉ đặt hộp son trong tay lật qua lật lại xem trong bao quần áo lý bất Môn mang về tổng cộng có ba thứ một bộ xiêm y một đôi giày thiêu còn có hộp son trong tay nàng son bên gặp nước nên đã tan hết bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng nàng và lý bất Môn chưa bao giờ dùng thứ này nên cũng không biết được yến tam hợp đưa đồ qua tam gia nhìn hộp son này xem là kiểu dáng mấy năm gần đây, hay là từ trước? Tam hợp, ta là người đứng đắn. Tạ chi phi càng đau, nụ cười càng xào quyệt. Người đứng đắn ai lại nghiên cứu thứ này? Yến tam hợp. Người đứng đắn không đến câu lan nghe khúc. Yến tam hợp, chuyện này ngươi phải nghe ta giải thích. Tạ chi phi bày ra vẻ mặt tuổi thân. Tuy rằng ta có đến câu lan, cũng có nghe khúc, nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa. Yến tam hợp nghiêm mặt. Thứ này rất quan trọng, người mau giúp ta xem thứ đi ở đâu ra thế? Tả Chi Phi thu hồi sự không đứng đắn, lại hỏi một lần nữa. Đây là đồ tĩnh trần dùng trước khi chết, bị ném xuống sông với bộ xiêm y kia, thứ bất môn xuống sông vớt chính là nó. Quạt phía sau đột nhiên dừng lại. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy thang viên sắc mặt trắng bệch, đồng tử ngây ra, ba hồn giống như đã mất đi hai hồn. Tả Chi Phi ho khan một tiếng, nàng ta còn không biết gì sao? Yến Tam hợp chớp mắt, ừ tả chi phi lại ho khan một tiếng nha hoàn này đã là người của ngươi ít nhiều cũng nên cho nàng biết một chút chứ yến tam hợp tự mình mộ đi tả chi phi cầm hộp tới cúi đầu nhìn kiểu này không giống kiểu bây giờ lắm yến tam hợp bây giờ là kiểu dáng gì ta là nam nhân đứng đắn không hiểu lắm tam gia lại phải chứng minh bản thân một chút nói lát nữa ta giúp ngươi tìm một người am hiểu hỏi thử chắc chắn hiểu chứ không chỉ hiểu hơn nữa còn rất hiểu. Vậy thì cảm ơn. Yến Tam hợp chỉ vào bộ xiêm y trên sao. Tam gia nhìn nó đi, sao lại ghép từng miếng từng miếng lại thế? Tam gia vừa vào viện đã nhìn thấy. Đây là một bộ thủy điền y, còn gọi là bách nạp y. Thủy điền y là dùng các loại vải vụn các loại ghép lại mà thành, bởi vì cả bộ quần áo màu sắc đan xen lẫn nhau, giống như ruộng nước nên mới lấy tên là thủy điền. Tả Chi Phi nói tiếp. Sau khi Thái Tổ đoạt thiên hạ, trong túi không có bạc, tiên hoàng hậu chúng ta cũng là người tiết kiệm, bèn ghép những mảnh vài nhiều màu này may thành xiêm y, cho công chúa, cung phi mặc. Về sau lại lưu hành với các đại cô nương, tiểu tức phụ ở Kinh Thành. Quần áo này có thường thấy không? Trước kia không thường thấy, bây giờ lại là thường thấy. Ý là sao? Đồ ở trong cung chảy ra, ban đầu sẽ chảy về phía cao môn đại tộc, quan to quý nhân, dần dần, mới có thể truyền đến bách tính nơi đó. Thủy Điền Y này truyền ra trong dân chúng từ lúc nào? Chuyện này. Làm sao hắn biết được? Tạ Chi Phi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nhìn Chu Thanh. Chu Thanh biết ý của gia, vội nói: "Ta đi mời người tới." Tạ Chi Phi nghĩ đến lời dặn dò của phụ thân, vội nói: "Đi qua Minh Chính đại từ cửa trước, không cần kiêng dè." "Vâng." Chu Thanh mới vừa đi vài bước, ngẫm lại không đúng, lại quay trở lại. "Gia, ta đi rồi thì ngài phải làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ?" Tạ Chi Phi trừng mắt. Yến cô nương, Lý cô nương sẽ không chăm sóc ta sao? Chu Thanh đi tới trước mặt Yến Tam hợp. Làm phiền cô nương giúp ta chăm sóc Tam gia, ta đi một chút sẽ về. Yến Tam hợp, để cho một người tàn phế nhưng nàng chăm sóc một tên bị thương khắp người ư? Chu Thanh mở cửa, người trong ngoài cửa đồng thời ngần ra. Đại thiếu phu nhân. Chu Thị cười nói. Tam gia đâu? Chu Thanh nhường đường ra, Chu Thị đi tới trong viện nhìn hai chiếc giường trúc song song, thật muốn gọi hai người này một tiếng. Tổ tông, chấm. Toàn bộ tà phụ đều vì thương thế của hai người này mà bận rộn, bọn họ thì tốt rồi, một người thái y dặn dò nửa tháng không thể xuống giường, lúc này đã chuyển đến ngoài viện. Còn người kia thì còn chẳng ở viện của mình. Đại tẩu. Tả chi phi nhíu mày. Sao tẩu lại tới đây? Chu thị chỉ vào hai nha hoàn. Người trong phòng lão phu nhân để tam đệ sai khiến, đệ nhìn xem, nếu vừa ý thì lưu lại, nếu không vừa ý ta trở về bẩm báo để phu nhân chọn. Bẩm với phu nhân, tạ chi phi vừa nghe lời này, đã biết đây là chủ ý của mẫu thân, không tiện từ chối. Vậy giữ lại trước đi, đài tàu sắp xếp giúp đệ đi. Hai nha hoàn vừa nghe tam gia muốn các nàng, vội dập đầu tạ ơn. Lúc này, chu thị đi tới bên cạnh yến tam hợp, vén góc áo ngồi xổm xuống. Chân thế nào, còn đau không? yến tam hợp đáp lời nàng đã không còn đau nữa ngươi đừng ngồi xổm mau đứng lên đi dương thương cho tốt ta đi làm việc một lát chu thị vỗ vỗ cánh tay yến tam hợp mang theo hai nha hoàn rời đi nàng vừa đi cửa viện lại hạ xuống chu thị dừng bước xoay người ánh mắt dừng ở trên cửa hai hàng lông mày thanh tú dần dần nhíu lại lão tam người này nhìn thì rốn như không đứng đắn biết điều nhưng ở phương diện nữ sắc thì cực kỳ có chừng mực hắn lúc này bản thân còn bị thương đến không dậy nổi, lại còn liên tục chạy đến tĩnh tư cư. Là hai người có chuyện quan trọng, hay là trong lòng lão tam không bỏ xuống được người trong viện này? Tiểu Hồng, Lục ỉ Chu Thị đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đại thiếu phu nhân, làm việc trong viện tam gia còn có một điều quan trọng. Chu Thị trầm mặt xuống. Nhìn thấy gì, nghe được gì, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng phải có chừng mực, phải có tính toán. Vâng. Chu thị, đồ đạc của các ngươi đều đã sắp xếp xong, không cần đi theo ta nữa, ở ngoài Tĩnh Tư cư này trông coi đi. Vâng. Hai nha hoàn cúi thấp đầu, nhanh chóng chạy đến ngoài cửa Tĩnh Tư cư, một trái một phải đứng thẳng lên. Xuân Đào tiến lên đỡ lấy Chu thị, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói. Đại thiếu phu nhân, sao lại để người lại thế? Để lại cho phu nhân xem. Chu thị thở ra một hơi. Một đại nam nhân như lão tam ở lại trong viện của Yến cô nương, trong lòng phu nhân chắc chắn không vui, không nỡ mắng con trai mình thì sẽ sinh hận với Yến cô nương. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.